bơm áp cao nhá. Trạm bơm áp cao, van cơ 2 chiều, motor 0,75 kW. Đấy, điện zin 3 pha 200V của Nhật. Bác nào lấy bộ này em để giá là mấy triệu nhá. Mấy triệu. Dọn rồi, bao chạy. Còn trạm này van điện điện 1 pha 100V. Van điện 1 chiều. Đấy. Bộ này bác nào lấy thì em để giá là 5 triệu rưỡi nhá. Điện zin 100V của Nhật. Đấy, hai bộ này bác nào lấy thì cứ liên hệ với em số điện thoại 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558.